cái thủ bộ đó bắt đầu giải đó. Wow, đẹp ghê chưa các bạn, như con phải giỏ chạy quá chạy lên luôn. Thấy hồ băng cá gì nó dính trắng trên kia kìa, hồ bổn quá kìa các bạn. Đó, một dốc kìa. Thế nè, to không, to không? Ồ, to giống cá nãy rồi các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã dính. Dạ, Thanh Quy mến chào quý ông bà cô bác cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Quy. Hôm nay Thanh Quy sẽ quay cho quý ông bà cô bác xem cận cảnh là bà con đánh bắt cá vào mùa nước nước giật. Cái này là mùa nước giật nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 rồi các bạn. Thì thường vào năm đó là cái thời điểm này là thời điểm cá ga, cho nên là có rất nhiều bà con là làm nghề đánh bắt cá. Rồi Thanh Quy sẽ quay một số hình ảnh bà con bắt cá cho cả nhà mình xem. Và hiện tại là Thanh Quy đang đứng đây là đây là cầu Tha La nè. Về giác này là kênh này cũng gọi là kênh Tha La đó các bạn. Rồi Thanh Quy sẽ quay một số hình ảnh như là bà con đánh bắt cá các kiểu cho cả nhà mình xem nha. Đây, hiện tại là em đang đứng đây. Đây là mình gặp là ông chú câu cá lăng nè các bạn, câu sáng giờ nè. Như thấy chú câu được mấy con rồi nè. Nè, chú câu dính chú bỏ anh cầu rồi các bạn. Đây một con, hai con, ba con. Bây giờ có ăn được không chú? Cá nhỏ ăn mà không dính hả? Đây là kênh này, là kênh Tha La này các bạn. Ở phía đó là có bà con đặt gió nè. Thường thì vào cái khoảng mà thời gian này là cá nó ra, cá nó đi rất nhiều, cho nên bà con tranh thủ cái thời gian này để mà đánh bắt những con cá mà nó đi. Đây em sẽ chờ em quay cho cả nhà mình xem cận cảnh là kéo gió lên coi có cá không nha. Còn đây là em thấy có chú chài này mất gốc rồi nè. Chắc này để em quay cận cảnh lại chài cho cả nhà mình xem. Các bạn xem cận cảnh ông chú ông chài nãy quay cái chài đẹp lắm mà bị mất gốc. Tại cái kênh này có rất nhiều bà con đánh bắt cá các bạn, có kể cả là thả lưới luôn á. Còn trên cánh đồng thì để côn. Các bạn xem nha, chú nữa trời. Quá đẹp. Hy vọng là chài này có dính cá to. Cái chú giật cầu liệt tưởng đâu dính nè các bạn. Các bạn chờ xem thời chú này chài này có dính cá to không. Phía bên đây thì ông chú này cũng vừa cắt gió lên nữa nè. Tại thời điểm cá ra là cá cơ bản nó ra là liên tục luôn. Bà con mà sống đồng bằng đó là cũng tranh thủ vào cái khoảng thời gian này nè.
cá nó ra nè. Bà con sẽ tranh thủ bắt. Ồ, ok, bắt các bạn. Gió nhấp hết trơn. Ồ, cái gió này nè, chạy nè, nhấp cá trơn nè. Còn đây cái chài nè, còn chú cũng chài nè, còn có dính không nha. Đây hình như có dính ấy, mà không có dính cá hay không. Xa quá thấy không rõ các bạn. Ở phía xa đó, đó là bà con đang thả lưới dưới. Tuốt ở dưới là đang thả lưới cá mè dinh đó các bạn. Các nhịp lía chân em mày. Đó. Đây là trần cấu nè các bạn, đang câu cá lăng nha. Gió đặt xuống khoảng 5-10 phút kéo lên là cá nó sẽ tự vô, bắt xong là đặt xuống lại là khoảng 5-7 phút kéo lên, cứ lưng phiên như vậy hoài luôn đó, là cá sẽ tự nó chui vào và bạn nó sẽ đánh bắt được. Dính không chú? Có chốt hả? Cái đường này là đi thẳng vô trong nhà bàn này các bạn. Hướng này là hướng vô nhà bàn. Còn phía đây là ga Châu Đốc nè, ga núi Sam. Còn lên đó là lên đập Tha La phía trên. Phía trên đó là cái cống mà vừa rồi em quay cho cả nhà mình xem là xả lũ á. Là ở phía trên đó đó các bạn. Đây là để cầu của mình. Ủa sao rồi, mắc kẹt hả gì vậy? Thả vô góc cầu. Chuẩn bị gãi đó các bạn. Wow, tròn đẹp như bánh tráng luôn. Như con cá giỏ chạy quá chạy lên luôn. Quá chạy luôn. Đây là chú đang kéo gió nè các bạn, đang bệnh lên nè, không có đi ra, ngồi chỗ phăng lên nè, phăng lên xong bắt đầu gió bật lên nè, gió bật lên từ từ bắt đầu chú đó mới đi ra. Đi ra mới phăng lên nè các bạn. Đó, giật lên. Biết có cá không? Thấy hồ băng. Cá gì nó dính trắng trên cái hồ bổn quá kìa các bạn. Đó, kìa, một dốc kìa. Nhìn cái hình ảnh này mình nhớ lại ký ức của mình á, khoảng
chín mấy 2000 được các bạn. Thời điểm đó mình cũng là từng đi kéo gió nữa đó. Mà thời điểm đó cá dữ lắm chứ không phải như bây giờ. Bây giờ như vậy là cá ít hơn hồi trước rất nhiều. Lúc thời gian trước cá dữ dằn luôn, cá linh mà đi là mấy cái như bẩn bẩn vậy đó, là cái như là tới thời điểm cá đi là cá nó nhảy nhảy luôn á các bạn. Thả xuống sông rồi đó, xong rồi bắt đầu ngồi. Thả xuống sông rồi bắt đầu ngồi nghỉ chờ một tí, khoảng 5-7 phút sau là kéo lên tiếp tục. Lưng phiên như vậy hoài luôn. Mà cá thì cứ việc vào hoài luôn đó các bạn. Còn đây là hai chú cháu đang ngồi câu nè. Đó, chú đang ngồi câu chờ cá nè các bạn. Chờ cá ăn, nãy giờ cá nhỏ ăn hoài giật không dính, tức lắm các bạn. Hy vọng là chú sẽ câu dính được con cá to. Chú nhà ở gần đây không chú? Ngoài Châu Đốc hả? Từ Châu Đốc mà chạy vô đây câu nữa các bạn. Này chắc yêu nghề quá. Dạ. Hồi ơi. Từ đây em vô tới Lạc Quế luôn hả? Trong Lạc Quế trong là mình câu dính cá gì nhiều vô? Cũng cá lăng nữa ha. Theo như một ngày vậy chú câu dính cái thời điểm nhiều luôn là khoảng bao nhiêu ký? Một buổi mà 90 ký hả? Ồ dữ dằn. Từ đó giờ chú câu là có dính con cá lăng nào to nhất là bằng lớn không? Từ đó giờ chú câu là cá lăng á là dính cái thời điểm dính nó có con nào to nhất là bằng lớn không? Ký mấy luôn hả? Là cá lăng trắng bình thường á ha, chứ không phải cá lăng đuôi đỏ ha. À, chứ con nghe ta nói là có người câu dính cá lăng đuôi đỏ một con mười mấy ký nữa đó. Dạ. Chứ còn lăng mình đâu có đó, lăng mình nó hết lúc rồi, ký ngoài là nó đẻ rồi. Dạ đúng rồi, cá mình là không có cá lớn ha. Ký mấy là to ha. Có lăng nha, lăng bự với là chú có thường đi câu cá cha gì nữa không? Có câu cá cha gì không? Chỉ cá lăng không ha. Cá rô đồng. Cá rô đồng cũng mê lắm mà nha. Con cũng khoái câu lắm, con thứ này là 5-6 cần á. Không cần cá làm thiệt không? Dạ. Mà nên con câu là 5-6 cần luôn á. Con đi câu cá mẹ dinh nè, không nó chịu ăn rồi á. Giật cần này giật cần kia. Tại vì con mấy cá này nó câu từng con vận kịp. Dạ. Con đi câu cá cha là con câu một lần là 5 cần. Cái gì chứ cá với sông câu cũng có ăn lắm nha các bạn. Chắc giả lắm chứ không phải mà dễ dàng gì mà dính được một con đâu. Hy vọng là chú sẽ câu dính được con cá to cho cả nhà mình xem. Dạ, mới một chút thôi bắt đầu kéo nữa nè các bạn. Mình nói 5-7 phút chứ theo mình độ này chắc khoảng 2 phút rồi các bạn. Theo mình nhìn khoảng độ 2 phút à. 2 phút là cắt rồi đó, là dở rồi nè. Coi dân này có cá bằng nãy không? Cái nào như cái nấy các bạn. Cái nào cũng một túi chân nè. Vũ cá xong bắt đầu xả lưới xuống. Xả lưới xuống xong là thả xuống này các bạn. Hạ gió xuống.
cứ như vậy làm hoài là tự cá nó sẽ vào hoài luôn đó. Còn phía đây là bà con đang bơi xuồng lên nè, bơi xuồng lên để mà thả lưới nè, cái này là thả lưới á, thả lưới cá mè dinh đó các bạn. Thả lưới này mà nó mà chịu dính là thấy ham lắm, thả một dạo là mấy chục con luôn á. Chú chài nãy giờ chài đảo 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 đây đó, tới đảo luôn đây, chài hoài luôn. Phía đây là chú đó bơi xuồng lên thả lưới nè. Chặt nữa hả? Đang thả lưới nè các bạn. Phía đây thì chú chuẩn bị xả giải. Giải tròn tròn xe luôn. Quá đẹp. Còn phía đây là chú ông đang thả lưới nè. Hôm nay hình như là nữa hả, chặt nữa. Hôm nay hình như là ngày 26 tháng 9 đó các bạn. Thường thì 25 tháng 9 là cá đi cực mạnh luôn á, mà bữa nay là 26, mà hôm qua nắng ố lộn qua mưa, bữa nay nắng nè, bữa nay chắc có lẽ cá đi mạnh nè. Bằng chỉ một tí thôi, chắc theo mình đổ chắc khoảng 2 phút mà các bạn. Bằng gió lên nãy giờ thấy hình như là cá linh luôn, chưa thấy cá nào to hết. Còn chín phải không? Chín cá to các bạn ơi. Wow. Wow. Chín.
sau một hồi giật chặt thì chắc cuối cùng cũng dính rồi. Ồ. Đó, quá to các bạn. Cái lần mình nhìn thấy thèm hay chú. Coi nè, nó dằn thật luôn các bạn. Cuối cùng thì cũng được một em to rồi. Con này nhỏ con cho bạn. Con bánh bự hơn nữa hả? Ôi. Ờ. Kiết nó cũng khôn phải không? Quá đã luôn các bạn. Cuối cùng thì cũng đã dính được một con to. Hả? Không là không có hang đó. Hang hả? Thở không hang hả? Ôi. Chỗ bà bài quay kìa chú giúp ơi. Ủa bà bài là dính thế nè. To không to không? Ồ. To giống cá nãy thôi các bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã dính. Còn gì sao cắt lưỡi luôn hay gì? Ồ, cắt lưỡi luôn. Móc ra chết. Móc ra chết nè. Đó, cái này dính hai con cá bự nè các bạn. Hai con nè. Đây hai con bự nha. Mấy con nhỏ lận mà đây có hai con bự. Đây là cảnh bà con dễ chài nha các bạn. Xa quá em dùm này nó hơi mờ. Ở đây như thả lưới nhóc hết trơn, trắng lưới chưa. Các bạn chờ xem nha, anh đánh giá chài. Thủ bộ đã bắt đầu giải rồi. Wow, đẹp ghê chưa các bạn. Giải cái chài tròn như cái bánh tráng luôn á. Bà con giải cái con ở đây nè. Đó, các bạn thấy không? Mình zoom lại nó xa lắm. Còn ở đây nè, đường kênh nè. Bà con thả lưới nè các bạn. Phao nhóc phao chân nè. Đó, đây là những cái phao mà lưới bà con thả nè. Phía trên đó thì cũng có bà con thả lưới nữa kìa, dài trên nó nhóc hết trơn. Nhìn là đang kéo lên nè. Hy vọng là dính được sẽ được nhiều cá. Đang phần lên nè các bạn. Rồi em thấy hình như là không có mấy con. Bắt đầu tiếp tục phần sẽ giải chài cát này các bạn.
cảnh bà con nhé. Sáng giờ dính nhiều chưa cháu? Có cá gì to không? Năm nay so với mỗi năm cá tôm bằng năm gọi không cháu? Dạ. Ôi cái trời này trời thương nha các bạn. Ở xa thì em thấy trứng đâu dày, nhưng thực chất trời này là trời thưa nè. Này là giải đón theo mấy cái giọt nước quặn quặn đó các bạn. Phía dưới này có bà con dưới chạy rõ lên nè. Cái đó là bà con đi đẩy côn đó các bạn. Thời điểm mà nước lên thì có rất nhiều bà con làm nghề đánh bắt đó, có rất nhiều á, rất nhiều loại như chài nè, gió nè. Góc rồi các bạn ơi. Mất góc rồi. Để bắt được cá cũng vất vả lắm nha các bạn. Rồi, dính cá kìa. Mực góc này đâu? Còn phía đó là bà con kéo gió lên nè các bạn. Đang giật gió lên nè. Phía có cá không? Đang kéo à? Ở có kìa, mà ít các bạn. Lên bắt cá xong bắt đầu hạ xuống, bắt đầu hạ xuống nha các bạn. Còn đây là ông chú ông giải cái chài mắc kẹt mắc cốc nè, chắc này ông chú đang lặn nè. Chú đang lặn đó các bạn.
cái là xong liền. Thường chài mà mất gốc gì là cái như chất quất và không có cá đâu. Rồi mình sẽ chờ đón tiếp chài khác nha. Hấp dẫn quá bạn, giặt này cá to ăn không à. Cây bên đây nè, cây này mới ăn cá liệt lọt hả? Mới ăn bánh nữa hả? Bạn đang chuẩn bị ngồi nè, cá ăn nhịp đầu, đang chuẩn bị để mà thủ bộ khi mà nó mà liệt đọt là giật liền, để nó nhả ra là sẽ giật hộc. Thả lưới cho các bạn xem nha. Nắng quá nắng này. Nhìn chắc rò hộc nữa. Hộc nữa. Giờ thì em cũng quay cho cả nhà xem một số hình ảnh xung quanh cầu Tha La và kho cánh bắt cá và mang nước nổi. Cuối cùng xin kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả đã xem và theo dõi. Các bạn hãy cho em xin một like, một đăng ký để em có thêm nhiều động lực làm những video tiếp theo. Thân ái và hẹn gặp lại.